chuyện em cảm thấy rung động trước bạn nha Phi Linh. Dạ. Cô lên tại nha. Em có... Chào anh, em là một cô gái đến từ vùng đảo Phú Quý, nơi được bao quanh bởi biển và những bãi cát trắng. Nữ hoàng Việt Cả, nữ hoàng Việt Cả. Vì những lời khác rồi có liên quan đến anh yêu cá tính. Em rất yêu thích sự dancer hả, dancer hả? Và những cảm nhận ở biển sao trắng nhỉ? Ở biển này chắc là nhiều muối lắm đúng không anh? Ừ, nhiều muối. Nước ứng rồi. Ê, rất hợp với nước ứng luôn nha. Nước ứng. Sao này hợp với nước ứng? Tự nhiên thấy mát. Hợp với Trung Huy đấy nhở? Trung Huy không, em hợp với được à? Rồi, hợp Trung Huy lắm. Em nghĩ anh Huy này hợp như Huy á. Em nghĩ anh á. Bạn này kiểu vừa cá tính mà vừa dễ thương, vừa cá tính vừa nữ tính á, vừa quyến rũ nữa. Đúng. Thế với Trung Huy ở trên phim thì sôi đại ca rồi mà ra ngoài đời là cũng rén lắm. Rén lắm. Ở đây em nhận ra được gương mặt của người ấy rồi phải không? Dạ, em định đây tỏ tình, chủ yếu là em tỏ tình chị Phi Linh ấy. Vậy á hả? Dạ. Lộ quá em ơi. Ủa thật hả? Chị nói chung là em yêu chị. Oh my god. Rồi lên luôn đi em, lên luôn, lên luôn. Rồi mở cửa luôn, mở chương trình, mở cửa vô trong luôn, mở cửa. Nhìn em men chương trình để đi về luôn. Thời tới rồi, thời Phi Linh tới rồi. Quá, wow, mình không cần từ khóa gì đâu. Đây là màn tỏ tình nhanh nhất luôn. Có lên nha. Cũng được luôn nha. Đẹp đôi không mọi người? Chuyện em cảm thấy rung động trước bạn nha Phi Linh. Dạ. Có lên tại nha. Em có nói với chị Linh rồi là em đến đây là vì chị Phi Linh. Thật á? Em sẽ tỏ tình Phi Linh. Chị tưởng là em nói dối. Không. Những cung bậc cảm xúc khác nhau của cuộc sống, giống như là những nốt thăng, nốt trầm trong âm nhạc. Trong âm nhạc. Âm nhạc. Âm nhạc. Wow. Âm nhạc. Âm nhạc là ba người. Ba người vào tầm nhạc. Dancer. Ca sĩ, ca sĩ. Ủa sao lại ba người? Một, hai, ba người liên quan đến âm dancer, nhạc. Dancer, một người nhảy, nhảy cũng là âm nhạc mà.